Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Huy Linh. Trong video hôm nay mình sẽ mở hộp và giới thiệu nhanh cho mọi người một chiếc camera của thương hiệu Dolphin có mã là KDX. Đây, dòng camera này thì nó có tích hợp rất là nhiều cái chức năng. Đây là một dòng camera mini, smart mini camera và nó sử dụng cái cảm biến của Sony. Độ phân giải nó đạt được là Full HD, có tích hợp Wi-Fi. Đó, có tích hợp chia sẻ nhanh để xem trực tiếp qua Facebook, Starlight. Có tích hợp pin và control nó trực tiếp qua app. Dolphin KDX là một trong những cái dòng camera mini hiếm hoi trên thị trường Việt Nam hiện nay. Nó có sử dụng một cái cảm biến sensor của Sony. Nó sử dụng cái cảm biến là 12.8 Sony StarVis sensor. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp nhanh ra xem thử cái thiết kế bên trong của cái dòng camera này. Để xem thử cái thiết kế cũng như những cái phụ kiện đi kèm ở trong nó sẽ cho chúng ta những cái gì. Sách giới thiệu, đây là chiếc camera Dolphin KDX của chúng ta, có một cái thiết kế dạng cube, kiểu khối vuông như thế này. Bên trong thì nó sẽ có những cái phụ kiện đi kèm, bao gồm một cái chân để chúng ta có thể gắn trực tiếp nó lên xe ô tô hoặc là xe máy. Ngoài ra thì trong bộ phụ kiện nó cho chúng ta hai cái đinh vít như thế này để chúng ta có thể bắt trực tiếp nó lên tường. Ngoài ra thì trong bộ phụ kiện nó còn có cho chúng ta một cái mousse dán hai mặt như thế này để chúng ta có thể dán trực tiếp nó lên tủ hoặc là lên bất cứ một cái vị trí nào đó có khoảng gồ ghề là được. Cái chân bass này thì nó có tích hợp 500 nên khi mà chúng ta đặt chiếc camera này lên thì nó sẽ tiến hành hút vào kiểu như thế này. Đó, các bạn có thể dễ dàng hình dung chân của nó thì có thể nghiêng ở những cái góc 45 độ kiểu như thế này. Tùy vào nhu cầu sử dụng thực tế mà chúng ta sẽ set up chiếc camera này cho nó phù hợp thôi. Đó là những cái phụ kiện đi kèm bên trong của cái dòng camera Dolphin KDX. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nhân vật chính. KDX Dolphin thì nó có thiết kế dạng cube, nó giống như những cái con như là SQ8 hoặc là SQ12 mà mình đã từng review trước đó. Phía trước thì nó được trang bị một cái cảm biến lên đến 12 megapixel và cái góc rộng của cái dòng Dolphin này nó đạt được lên đến 170 độ. Đó, các bạn có thể hình dung ra là nếu mà chúng ta đặt nó ở một cái mặt phẳng như thế này và cái góc rộng của nó quay nó sẽ đạt được lên đến 150 độ rất lớn, có nghĩa là nó sẽ quay dưới dạng panorama kiểu mắt cá, nó rất là toàn cảnh. Ở phía trên đỉnh máy thì nó có hai nút, đầu tiên là phím power on off cũng như là nút reset nóng trực tiếp thiết bị. Ở mặt sau chiếc camera thì các bạn có thể thấy là nó có một cái mút cao su như thế này, nó có ghi là micro SD và ở bên trong nó thì nó sẽ có những cái cổng. Đầu tiên là một cái khe cắm thẻ nhớ TF. Dòng này thì nó có hỗ trợ cái thẻ nhớ micro SD có dung lượng tối đa là 128GB. Ở bên dưới là nó có một cái khe cắm micro, với cái khe này thì chúng ta có thể cấp điện hoặc là lấy dữ liệu trực tiếp đều được. Đó là những cái cổng chức năng chính trên cái dòng Dolphin KDX. Nó rất là đơn giản với thiết kế rất gọn gàng. Dung lượng pin tích hợp trên cái dòng này là 900 mAh. Với cái dung lượng này thì chúng ta có thể sử dụng liên tục thiết bị từ 2,5 cho tới 3 giờ liên tục. Thời gian chờ của con camera này nó lên đến là 2 tháng nha các bạn. 2 tháng, một thời gian chờ cũng rất là lâu. Đây là một trong những dòng camera mini hiếm hoi hiện nay trên thị trường Việt Nam đã được trang bị một cái cảm biến Sony, một cảm biến rất là chất lượng với hình ảnh cực kỳ là sắc nét. Trọng lượng của chiếc camera Dolphin KDX này thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 50g, một cái trọng lượng rất là nhẹ. Nên với cái thiết kế cũng như cái trọng lượng như thế này thì có rất là nhiều người có thể tận dụng chiếc camera này để gắn lên flycam. Những chiếc flycam thì nó không thể chịu được những cái tải trọng lớn và những cái dòng camera này thì nó rất là phù hợp cho những cái nhu cầu như thế. Rồi ok, đó là những cái tổng quan về thiết kế của cái dòng camera Dolphin KDX này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách sử dụng nhanh chiếc camera này.